Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ nấu canh, một món canh cực kỳ dân dã của đồng quê luôn. Và canh này ăn rất là mát luôn. Đó là canh rau cải trời và tôm khô này, hến này. Đây là rau cải trời ở nhà trồng á các bạn. Rồi mình hái vào nè. Đó, mình hái vào mình lặt, mình rửa sạch rồi là được như đây ha. Và đây là tôm khô cũng ở nhà làm luôn, là các clip trước mình làm á các bạn. Còn đây là hến ha. Bây giờ mình chuẩn bị nồi nước để mình nấu cái canh này nha. Rồi ở đây mình có chuẩn bị nồi nước sôi nè các bạn, nó đã lên tim rồi, nó chưa sôi ha. Thì mình để hết tôm vào đây trước ha. Rồi tôm mình sẽ nấu trước để cho nó mềm ra. Rồi khi trong quá trình mình nấu có bọt thì mình hớt bọt ha. Khi mình bỏ cái tôm của mình á vô cái nó sôi nè, nó sôi lên á thì mình sẽ bỏ hến vào. Hến này nó có hầm sẵn á, là do bữa hổm mình đã xào rồi, rồi mình để vô trong cái hộp thôi. Mình nấu có bọt á thì mình cứ tiếp tục mình hớt bọt ha, cho nó hết bọt. Rồi mình để bột nêm vào ha, mình nấu canh mình chỉ để hạt nêm thôi. Đây là hạt nêm chay của nấm hương á, là mình sử dụng là một muỗng canh sét như thế này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ để rau vào ha. Keo này thì nó rất là xèo luôn á. Một dĩa rau nó sẽ rất là nhiều nha mọi người. Cái trời á thì đó là một loại rau dân dã thôi, rồi mình đem đi trồng, á mình gây ra là cũng được một ít á, nên là mình hái vào nấu canh này. Cũng không có nhiều lắm đâu, tại vì mình gây ra mình trồng tầm có khoảng một chục bụi à. Nhưng mà rất là dễ trồng luôn, chỉ cần cái đọt non như vậy thôi nè là mình đã trồng được rồi đó. Rồi mình đợi cho canh của mình sôi lên rồi mình nêm gia vị lại nha. Canh mình nó rất là sôi luôn nè, mình để miếng hành cho nữa ha, cho nó thơm. Rồi để cho hành mình nữa nó chín luôn. Thì ra cái trời này mình nấu là không có cần để chín ruột nha, chín ruột ăn không ngon, nó vừa chín tới thôi là được rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ nêm canh của mình lại. Nó đã rất là vừa ăn rồi, nó rất là ngọt luôn. Mà ngọt của là tôm và hến nè mọi người. Nó rất là thơm ngon luôn á. Thì rất là bổ cho gia đình. Thì rau này á, là rau thiên nhiên nữa, nó rất là ngon luôn á. Rồi mình tắt bếp nha. Rồi mình nêm chỉ cần vậy thôi là đủ rồi, không cần nêm nhiều nữa. Rồi đây là cái thành phẩm của mình nè. Đó, mình múc canh ra. Sau đó mình để nước vào ha. Vừa đủ một tô canh thôi nha mọi người. Canh này là kiểu canh rau rừng bình thường thôi nha. Rồi giờ đây là món cái thành quả cái tô canh cho gia đình của mình đó mọi người ơi. Nó rất là thơm luôn và rất là bổ ha. Tại đây là canh thiên nhiên. Rồi cái ao cải là ở nhà, rồi tôm cũng ở nhà luôn ha mọi người.
Rồi hến thì mình bắt luôn, nó rất là tiện lợi luôn á.